gió mát trăng thanh hoa đua nở, hay tên khác Thanh Phong Lãng Nguyệt Hoa Chính Khai, là bộ phim nói về vị công chúa bỏ trốn phải lòng vị thợ mộc thiên tài. Câu chuyện bắt đầu khi chiêu hòa công chúa Trần Lãng Nguyệt, dung mạo xinh đẹp lạ thường, đầu óc nhạy bén, vì si mê kiến trúc mà bỏ trốn khỏi cung, tham gia đội kiến trúc Mộc Vũ do kiến trúc sư thiên tài Lý Thanh Phong, tâm cao khí ngạo cùng người bạn thân là La Duệ sáng lập. Lúc đó, đội kiến trúc Mộc Vũ vừa mới khởi tử hồi sinh. Sáu thiếu niên tiêu quốc, sáu tính cách khác nhau vì lý tưởng riêng mà tụ họp cùng nhau cải tạo từng tòa kiến trúc kỳ quái nhưng không kém phần thú vị. Trải qua nhiều tình huống ly kỳ, tình cảm giữa họ đã có nghìn vạn biến chuyển bất ngờ. Sáu người, lúc thì cãi nhau đến gà bay chó sủa, lúc lại ấm áp và giúp đỡ nhau. Cùng nhau vượt qua nhiều khúc mắc, cải tạo kiến trúc cũng cải tạo nội tâm của chính mình, cuối cùng mọi người trong đội Mộc Vũ đều trở nên trưởng thành và có kết cục của riêng mình. Viết nên một bản hùng ca ấm áp ngợi ca tuổi trẻ hào hùng. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính, Hứa Giai Kỳ vai Trần Lãng Nguyệt, Hoàng Thánh Trì vai Lý Thanh Phong, và một số diễn viên phụ khác như Ngô Dạng vai Hàn Miểu Miểu, Tống Hàm Vũ vai La Duệ, Dương Vân Huyến vai Triệu Giật Ninh, Mã Trấn Hoàn vai Mạnh Nguyên Húc, Phù Nhã Ngưng vai An Tiểu Lạc, Lý Gia Huy vai Vương Dị. Phim khởi chiếu ngày 19 tháng 12 năm 2021 trên Iki vào lúc 19 giờ. Trọn bộ có 24 tập. Phim cập nhật mỗi tối một tập từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần. Riêng tài khoản VIP được xem trước trọn bộ trong ngày đầu công chiếu.